Thưa quý vị, bắt đầu từ 10 giờ trưa nay ngày 13 tháng 8, chung cư B1 Vân Đồn và nhà A3 chung cư Vũng Thùng đã áp dụng biện pháp cách ly y tế. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường Nại Hiên Đông đã triển khai các biện pháp cách ly khu vực để phòng chống dịch COVID-19. Hiện chung cư B1 Vân Đồn, phường Nại Hiên Đông và nhà A3 chung cư Vũng Thùng có gần 100 hộ gia đình với 400 nhân khẩu. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường đã triển khai các chốt chặn cách ly, phong tỏa toàn bộ hai khu vực chung cư, phân công lực lượng chốt trực 24/24, đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ người dân khi có nhu cầu. Đối với công tác dịch tễ địa phương thì hiện nay thì đã tiến hành phun khử khuẩn và thực hiện tất cả mọi cái công tác dịch tễ liên quan tới vấn đề này, và hàng ngày sẽ có cái tổ COVID cộng đồng đi đo thân nhiệt cũng như là giám sát sức khỏe của bà con. Ủy ban Nhân dân phường cũng thông báo cho người dân sống trong khu chung cư về việc thực hiện cách ly y tế, không được ra ngoài, đồng thời tuyên truyền cho người dân không nên hoang mang, bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân và gia đình theo chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường cũng triển khai ngay công tác đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân. Đối với lại cái công tác mà chuẩn bị hậu cần thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Là hiện nay có 100 hộ gồm khoảng gần 400 khẩu, thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho một hộ như vậy là một suất lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm để đảm bảo cho bà con yên tâm trong cái cách ly trong cái mùa dịch. Nhà B1 Vân Đồn và nhà A3 chung cư Vũng Thùng sẽ áp dụng biện pháp cách ly khu vực đến 10 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2020.